700 ngàn kíp, tức từ 52,6 đô la Mỹ đến 73,6 đô la Mỹ. Bước nhỏ thì giá có khi chỉ 30 ngàn kíp, tức hơn 3 đô la Mỹ. Bây giờ, những sản phẩm của họa sĩ Talibul không chỉ đến với người dân Lào mà còn cả những du khách nước ngoài. Phần tin thể thao